khải toàn của Đồng Nhân mang khối xanh, trọng tài cháu Nguyễn Danh Hùng và trọng tài giao điện Đỗ Văn Thiên. Mời trọng tài cho Đô vào xe đài. Hai Đô nghe trọng tài chống xe đài. Mời hai Đô chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, bắt tay. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Khối xanh là Đô của Đồng Nhân, còn khối đỏ là Đô của Đông Hào. Ra ngoài rồi và giữa sới tiếp tục. Rất khó bốc nổi Bá Đô. Phải nói rằng là trong những phút đầu của hiệp một này, chúng tôi thấy Bá Đô thi đấu rất tự tin. Mặc dù cho đối phương cầm chân thoải mái nhưng mà không thể giải quyết được, rất tự tin. Tiếp tục. Bây giờ có 2 phút. Tiếp tục. Rồi là giả miếng vòng. Rồi tạm dừng. Hai đội đứng tại sới. Ông Nhâm ơi, cung này bảo. Hai đội ra sớm. Tiếp tục. Hơi dừng. Chúng tôi xin công bố quả ở lúc 2 phút 15 giây của hiệp 1, Nguyễn Bá Đô thắng.